Tiêu rồi bạn ơi, mất định vị luôn rồi, vô tới đây mất định vị luôn rồi, giờ trên đường đi lắp đặt mà vô đây mất định vị luôn rồi, sóng điện thoại cũng còn mất luôn rồi, giờ phải ngừng ở đây chờ người đi ngang để hỏi đường. Đây mình đến huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đi lắp một cái công trình điện độc lập. Thì đây là một cái giống như một cái công trường vừa mới có khai khóa đây, hầu như chưa có điện luôn. Thì đây là chắc là chủ đầu tư là cũng mới có từ đây nên là chưa có điện xài. Thì công ty chúng tôi xuống đây lắp một cái hệ điện độc lập cho khách hàng để xài. Vô lô cao su luôn rồi. Đây là cái hoàn cảnh cái khu vực chúng tôi chuẩn bị lắp. Đây là giữa những cái lô cao su. Nguyên một khu đồng trống, không có bất cứ cái điện lưới nào vào đây được hết. Đây là chúng tôi đã tới được cái địa điểm làm. Đây là ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Thì đây là một cái khu biệt lập giữa các lô cao su. Quý khách thì thấy xung quanh đây là lô cao su non nè. Còn ở đây là cái vườn điều. Nhưng mà đây là vườn điều này cũng chuẩn bị đốn để chuyển sang cái cây trồng khác. Thì hiện tại ở đây thì nó rất là mát là do cái cây điều này nó che hết nắng rồi. Thì chuẩn bị chủ nhà cũng sẽ đốn cái những cái cây điều này. Đầu tiên chúng tôi lên sẽ lắp cái thanh gây lên cái mái nhà này. Đây chúng tôi lắp tới 15 tấm pin. 15 tấm pin lên cái mái này. 15 tấm pin mỗi tấm là 120W. Chúng tôi đang lắp cái tấm pin lên máy. Khi bắt thanh gây lên rồi thì việc lắp tấm pin rất là dễ dàng. Sau khi chúng tôi lắp xong 15 tấm pin lên thì nó nhìn nó rất là rộng, nhìn rất là nhiều. Và đây là tới công đoạn chúng tôi chuẩn bị đấu nối dây để truyền xuống inverter và sạc vào cái pin lithium. Đây là công đoạn tôi lắp inverter. Đây là inverter 5kg hiệu Easun. Đây thì trên đi xuống thì cũng có CV chống sét. CV chống sét. CV DC để ngắt thông tin. Đây là CV AC là điện ra để sử dụng. Cái hệ thống mình sau khi mình lắp hoàn thành được inverter 5kg. Còn cái đây là cục pin lithium 4.8. Hiện tại ở đây thì chưa có sử dụng thiết bị gì, chỉ có cái máy bơm hồi nãy với hai con đèn này thôi. Đây là cái máy bơm hỏa tiễn 1,5 người. Đây là anh em đang thử điện của mình.